Thì bây giờ ở trên tay của Trọng đây là số tiền là 1.900.000. Số tiền này là Mạnh Thường Quân gửi giúp đỡ cho chị Bình. Thì bây giờ là Trọng trao cho chị luôn. Đây là em trao tiền Mạnh Thường Quân tặng giúp đỡ cho mình nha chị Bình nhá. Chị cầm lấy chị. Vâng. Chị nhận số tiền mà chị khóc cả nhà. Chị không biết nói gì hơn. Chị cảm ơn em cũng như các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình chị trong lúc chị không biết bám víu vào đâu. Chị chưa bao giờ nhà từ nhỏ giờ chị chưa bao giờ được cầm tới 5 triệu, giờ được cầm bằng này tiền chị vui lắm. Chị không biết nói gì để cảm ơn nên nên em cũng như là các Mạnh Thường Quân đã thương nhung hoàn cảnh đã giúp đỡ. Sao con lại khóc? Con thương mẹ. Con thương mẹ đúng không? Mà con thương mẹ, con thương mẹ cái điều gì? Tại sao con lại khóc? Con sợ thế này thế kia hay là sao? Con muốn mẹ ở với con. Con muốn mẹ ở với con. Tại vì con nghe mẹ nói là nữa mà mẹ mà không may thì con ở với bác, con ở với gì nên là con khóc đúng không? Xin chào tất cả mọi người nhá, mình là Trọng đây. Thì Trọng rất vui vì đã gặp lại tất cả khán giả ở trong cái video này. Bây giờ là Trọng đang trên đường quay trở lại để thăm một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thì hoàn cảnh này là cách đây tầm gần một tháng là Trọng cũng có chia sẻ video cho tất cả khán giả xem rồi. Để bây giờ Trọng gợi ý lại một chút cho tất cả khán giả nhớ nhá. Là hôm trước là Trọng có thăm hoàn cảnh của bé Đức. Cái đứa bé mà muốn liên hệ với Trọng để mượn tiền của Trọng để đi bán vé số đó cả nhà. Thì tại vì hoàn cảnh gia đình của bé rất là khó khăn luôn. Bé năm nay mới có 12 tuổi, học lớp 6. Mẹ thì bệnh nặng, bà thì bị tai biến nằm một chỗ. Còn từ nhỏ tới giờ thì không có cha. Thành ra là bé mới có 12 tuổi thôi mà bé thấy gia đình quá khó khăn. Bé gọi cho Trọng rồi bé hỏi mượn tiền thì chắc là video trước thì khán giả xem được khán giả nhớ rồi. Trọng chỉ gợi ý lại một chút thôi. Thì bữa giờ Trọng đưa cái video đó lên trên YouTube á. Thì cũng có một số khán giả với cả Mạnh Thường Quân của Trọng thì cũng gửi một món quà để giúp đỡ cho gia đình. Với lại là cũng có nhiều khán giả muốn biết là cuộc sống của gia đình bây giờ như thế nào. Thì tình hình là giúp đỡ đến đâu á cả nhà. Thì nên là ngày hôm nay là Trọng quay cái video này. Là Trọng quay lại nhà của bé Đức để Trọng thăm xem là gia đình như thế nào rồi, cần giúp đỡ như thế nào. Với lại là Trọng trao một cái món quà của Mạnh Thường Quân ở bên Trọng luôn. Thì bây giờ Trọng không có nói nhiều nữa, thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Anh em Trọng là đang đi vào trong nhà của bé thì lại vô tình gặp bé đi ngược trở ra kìa cả nhà. Nãy Trọng kêu nhưng mà bé không nghe thấy, không biết là bé đi đâu đây. Thì đi ngược ra ngoài đó là cái hướng đi ra ngoài chợ, ra ngoài thị trấn. Để Trọng hỏi xem bé đi đâu. Cú ơi. Con chào hai chú. Ừ chào con. Con nhớ chú không? Dạ con nhớ ạ. Chú tên gì? Chú tên Trọng. Ừ con đi đâu đây? Con đang đi ra chợ mua sữa cho bà. Con đi đâu? Con đang đi ra chợ mua sữa cho bà. Đi ra chợ mua sữa cho bà hả? Dạ. Bà bị sao? Bà con bị biến, bây giờ nằm liệt một chỗ. À hôm bữa con nói chú nghe rồi. Thế thì bây giờ sức khỏe của bà của con với cả mẹ của con như nào rồi? Bà con thì vẫn như vậy, bà không có đỡ được. Còn mẹ thì cũng lại bị bệnh nhưng mà mẹ cũng không có đỡ. Ừ. Thế thì hôm nay con không đi học à? Hôm nay chủ nhật con được nghỉ nên con đi phụ anh bón phân cho cây dưa. À làm gì mà vã hết mồ hôi thế? Con đi đâu mà vã hết mồ hôi thế? Con đang đi ra chợ mua sữa cho bà. Này, con uống một chai nước đi. Cả nhà xem kìa, bé này vã hết mồ hôi này. Uống chai nước đi rồi tiếp tục nói chuyện với chú. Con xin chú. Ừ. Uống đi, uống nước đi con. Bây giờ là mẹ với bà có nhà không? Dạ có. Nãy con nói là để cho bé uống nước xong rồi Trọng hỏi. Thấy bé đi mà vã hết mồ hôi. Con kêu là nay con không đi học, con đi đâu? Dạ con đi phụ
anh bón phân cho cây dưa. Cây dưa gì? Cây dưa hấu. Dưa hấu à? Dạ. Làm từ sáng tới giờ à hay là sao? Dạ, làm từ sáng tới giờ. Bây giờ con được nghỉ, con đi mua sữa cho bà. Được nghỉ trưa giờ đi mua sữa cho bà. Dạ. Thế chiều con có đi tiếp không? Dạ có. Thế con đi như vậy một ngày được bao nhiêu? Một ngày con kiếm được 50.000. 50.000. Dạ. Đi bón phân cho cây dưa hấu. Con bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, con 12 tuổi. Cả nhà nghe bé nói cả nhà thấy không? Là bé mới có 12 tuổi thôi, mới có học lớp 6 thôi mà bé lại biết đi làm rồi để nuôi mẹ với bà. Con mới đi làm dưa hấu thôi đúng không? Dạ. Lúc trước là con nó đòi đi bán vé số nhưng chú không cho con đi. Bây giờ là con đi đi bón phân dưa hấu được mấy ngày rồi? Con đi bón phân dưa hấu được ngày hôm nay, tại vì con đi học hôm nay được nghỉ nên con mới đi làm được. Hôm nay là ngày đầu tiên à? Dạ. Bây giờ là tính ra ngoài chợ mua sữa cho bà đúng không? Dạ. Thôi bây giờ là con đi về cùng chú nhá. Dạ. Bây giờ là có cả bà với cả mẹ ở nhà. Bây giờ con dắt chú đi về đi để chú thăm mẹ với cả bà của con. Chút xíu nữa rồi chú chở con đi nhá. Dạ. Đi, bây giờ chú cháu mình quay lại nào. Bây giờ Trọng cũng đi quay lại luôn cả nhà. Thì đi về thăm nhà của bé. Bây giờ Trọng quay lại để Trọng thăm nhà của bé nha cả nhà nhá. Bữa nay thì cái con đường này thì người ta làm cũng gần hoàn thiện rồi, nên là mình cũng đi được xe vô gần tới nhà. Để chút xíu nữa rồi mình chở bé đi mua sữa cho bà của bé sau. Đây này cả nhà, đây là cái con đường mà đi vào trong nhà của bé này. Hôm bữa thì Trọng cũng đi tới đây thì cũng gặp bé. Bữa gặp bé khúc trên này này cả nhà. Đây, gần tới đường đi vào nhà của bé rồi đây. Nhưng mà ở khúc này thì đường này là nó khó đi một tí. Không biết là ô tô qua được không nữa. Đâu Kiệt thử xuống xem là ô tô qua được không Kiệt. Thử xuống xem nhìn xem là chỗ đấy nó khó đi không. Bữa anh em mình lội bộ thì dễ. Như là qua được đúng không này? Tôi thử ra xem qua được không. Bây giờ là Trọng mà đã đi tới nhà của bé Đức rồi nha cả nhà. Để Trọng vào trong nhà để Trọng thăm mẹ của bé với cả bà của bé luôn. Cái nhà này hôm bữa con nói với chú là nhà của con đúng không Đức? Dạ. Cái nhà này là nhà cũ đúng không? Dạ. Xong rồi nhà nước mới xây cho con cái nhà này. Dạ. Bên nhà nước xây đúng không? Dạ. Hay là bên nào? Bên Bộ Chỉ huy Quân sự xây. Bộ Chỉ huy Quân sự xây. Dạ. Xây cái nhà mới này là mấy năm rồi? Khoảng 4 năm rồi. 4 năm. Còn đây là nhà cũ của con đúng không? Đi, đây cùng chú nào. Đây là cái nhà cũ của bé này cả nhà. Thì hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn, nên là bên Bộ Chỉ huy Quân sự thấy gia đình cũng khó khăn nên là xây một cái nhà mới cho gia đình. Cái nhà mới ở đằng kia. Đi, bây giờ dắt chú vô trong nhà nào. Mẹ cả bà đang có ở nhà đúng không? Không, ở chú ở nhà. Mẹ ơi, có chú Trọng đến thăm. Vâng, em chào chị. Dạ. Chào hai chú. Chị đang làm gì đây? Chị đang nấu cho bà ngoại ăn cháo. Cháu chào bà nhá. Chào bà. Vâng. Bà có nghe được em nói không chị? Bà bình thường khi ta biến thì bà đang nặng và không nghe gì luôn. Xong giờ là bà lại bị này nữa, là bà lại mất ý thức nữa, là bà không biết gì nữa. Bây giờ bà không nghe, bà không biết đúng không? Thì lúc bà còn chưa bị tai biến thì cả hai tai bà đều nặng tai luôn, cũng nói chuyện bà cũng không nghe thấy gì cả. Dạ. Chị đang cho bà ăn à? Vâng, đang cho bà ăn cháo. Chị ăn cháo thôi hả chị? Chị ăn cháo thôi. Chứ cứ một tí tí hơi khô vào là bà cũng tự biết, bà lè bà không nuốt được, bà cũng phải nhả ra. Mẹ của chị là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Bà ngoại năm nay 82 tuổi. Cho em gài cái này nhá. Em gài cái này để em nói chuyện với chị một tí. Đâu chị cho bà ăn đi. 82 tuổi rồi. Bố của chị thì mất lâu à?
Bố chị mất từ lúc chị còn nhỏ, chị còn chưa biết nhận thức được. Cũng bị... Thế thì mấy chục năm nay rồi. Cũng bị mắt kém, xong là cũng vì hoàn cảnh nên là đi cắt cây về đốt than á. Bị cây đè. Dạ. Cây đè. Thành ra là một mình chị là nuôi bà, nuôi bà, con. Mẹ. Bởi vậy cho nên là chị mới thằng cú chị mới thương, nên là thương mà lực bất tòng tâm không làm gì được cho con, nhiều khi chị cũng buồn. Thế thì sức khỏe của bà với cả của chị thì bây giờ thế nào rồi? Bà thì cũng cứ như vậy thôi, may là bà chỉ biệt liệt chứ đâu chồng cơ thể bà thì không có bị bệnh nền gì. Và chị bị liệt xong giờ là bà mất đi ý thức vậy thôi. Chị quay lại hướng đây cùng em một tí để em nói chuyện cùng chị một tí nhá. Đức con ngồi xích vào. Cho em hỏi cái này nha chị Bình. Hôm trước em vào trong nhà của mình thì chị có chia sẻ là với cả bé Đức có chia sẻ là bé là không có ba từ nhỏ luôn. Và trước giờ là ba cũng không có liên lạc cho mình đúng không? Hôm bữa thì em có quay cái video em chia sẻ lên trên mạng đó. Em thấy thì cũng có rất là nhiều người xem video. Không biết là liệu ba của bé có xem được video hay là bữa giờ có liên hệ về cho bé không? Cái đó thì chị cũng không biết. Cũng chẳng thấy liên lạc gì cả. Ý là anh ấy có xem được hay không thì chị cũng không biết đúng không? Nhưng mà chị cũng không thấy liên lạc đúng không? Vâng. Ôi sao chị lại khóc thế? Sao chị lại khóc thế chị Bình? Thì là chắc là em nói về ba của bé thì chị lại suy nghĩ này kia đúng không? Không chị Bình, ý là em hỏi là sao chị lại khóc? Em hỏi cái này là nó cũng em thấy nó cũng ấy mà. Tại vì chị không muốn nhớ đến. Chị không muốn nhớ đến anh này nữa đúng không? Tại vì em nói thì làm nhắc đến anh đó là chị nhớ đến anh đó là chị lại khóc đúng không? Chị tội rằng con của chị thôi. Thì tại vì Trọng muốn biết là bữa giờ Trọng quay phim lên, không biết là ba của bé là có xem được video hay là có liên hệ về cho bé không, nên là Trọng mới hỏi chị. Thành ra là chị nhớ về anh đó thì chị lại khóc. Thì giờ chú hỏi Đức nhá. Thì bữa giờ ba con có liên hệ về cho con không? Không ạ. Không luôn à? Trời ơi. Ví dụ mà bây giờ là ba con gọi về mà nói chuyện với con thì con còn nói chuyện với ba không? Dạ không. Không luôn. Ví dụ mà ba về đây thăm con thì con có đồng ý không? Không. Sao lại không? Con ghét ông. Con ghét ba hả? Không, bây giờ là chú hỏi thật luôn này, chú hỏi Đức này. Là ví dụ mà bây giờ ba của con về thăm con có đồng ý không? Dạ không. Không à? Ba về thăm con, ba thương con, ba về thăm con không chịu à? Tại sao con không chịu? Tại ông nó bỏ con đi từ nhỏ mà mình mẹ nuôi con. Bây giờ ông nhận lại con không chịu. Không, con nhìn chú là con nói lớn lên cho chú nghe nào. Lý do tại sao con không chịu? Bỏ mẹ đi để mẹ khác nuôi con. Tại vì bỏ mẹ đi không có nuôi con. Thực ra là bây giờ nếu mà có về thăm con là con cũng không có chịu đúng không? Dạ. Con cũng không đồng ý. Thế là bây giờ chú hỏi con cái này, con cứ trả lời thiệt cho chú. Thế là bây giờ là trong suy nghĩ của con là bây giờ là con ghét ba hay là con thương ba? Con ghét ba. Ví dụ mà ba về ba xin lỗi con thì con có đồng ý không? Không. Cũng không luôn. Tại vì ba của bé là bỏ bé với cả mẹ của bé là từ nhỏ luôn. Thành ra là bây giờ bé cũng không có một chút tình cảm nào về ba của bé nữa cả nhà. Chị Bình, ví dụ bây giờ mà bé mà vô tình gặp ba của bé ở ngoài đường ngoài chợ chắc bé cũng đâu biết đâu đúng không chị? Tại
thì chưa sinh mà làm sao mà bé biết được. Bé không biết. Lúc mang bầu là đã bỏ chị rồi. Gần sinh. Nhưng mà mấy chục năm qua thì nếu mà mới có mười mấy năm thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà chị nhìn thấy thì chắc là chị vẫn nhận ra. Có. Nhưng mà bé thì bé đâu biết đâu đúng không? Chị tự biết qua hình. Qua cái ảnh. Thôi có gì mình ấy đi, mình không ôn lại kỷ niệm nữa, mình đừng có khóc nữa. Bây giờ cái đấy thì nó cũng là cái chuyện quá khứ của mình rồi. Em chỉ hỏi thăm vậy thôi để em biết được tình hình như thế nào. Còn bây giờ mình lo cho cuộc sống hiện tại. Đút cho bà ăn này kìa, nãy giờ bà cứ kêu kìa. Cái cháo này có phải cháo của em mua hôm bữa không? Phải ạ. Một ngày là bán một gói. Một ngày một gói thôi à? Một ngày một bữa một gói. Một ngày ba bữa đúng không? Nhìn hoàn cảnh này cả nhà. Nhà chỉ có ba người thôi, nhưng mà hai người lớn thì lại không có sức khỏe để lao động, còn một đứa bé. Sao hết rồi? Chị Bình, em hỏi chị cái này nhá. Dạ. Thế thì chị thì là không có sức khỏe để lao động đúng không? Dạ. Mà bây giờ còn mẹ của chị với cả thằng cu còn nhỏ. Dạ. Thế thì không biết là chị có cái ước mơ hay là chị có cái ao ước gì không? Chị ước mơ chị làm sao mà khỏe, không được lâu mà hiện được con chị nó lớn hơn một tí nữa thì chị cũng đỡ yên, có mệnh hệ gì cho chị đỡ yên cũng yên tâm. Nhưng mà giờ sức khỏe của chị biết. Cho nên là chị cũng không thể biết là ngày nào nó sẽ, nói chung là sức khỏe của chị là chị không thể nói là ngày nay khỏe, ngày mai nó khỏe được. Tại vì bệnh của mình biết. Hiện bệnh tình của chị hiện tại bây giờ là chị đang có những cái bệnh gì ở trong người nhỉ? Thì bây giờ chị là phải cứ lúc nào cũng phải có cái thuốc hỗ trợ. Trong người của chị thì không có được rồi. Trong người của chị là bây giờ đang có những cái bệnh gì? Là bây giờ thì mổ cái lách đi rồi cắt cái mật đi thì người thiếu máu nặng, thì người nó yếu sẵn từ lúc bẩm sinh rồi. Cho nên là giờ thì cắt được đi viện họ chỉ thôi, bên đi viện họ chỉ cắt đi hộ như thế nó đỡ đau đớn thôi. Còn là về sức khỏe mình cạn kiệt sức này, bây giờ chỉ có tiền là mình uống thêm thuốc bổ sung thuốc vào, gọi là hỗ trợ vậy thôi chứ không. Hôm bữa em cho chị tiền, chị có đi mua thuốc chưa? Có. Chị có mua thuốc uống, cho nên là hôm nay chị mới thấy đỡ. Nó mới là dễ đi lại, nó đỡ mệt, nó đỡ phải thở hơi dốc như vậy. Ý là chị chỉ mong là chị có sức khỏe để chị khỏe lại thôi, chứ không mong cái điều gì to lớn đúng không? Đúng rồi. Tại vì bé này thì còn nhỏ quá mà nhỉ? Vâng. Chị thế thì bà con của chị có ở được gần đây có nhiều không? Không. Gốc của mình là ở đâu? Gốc của chị thì chị ở Lạng Sơn. Lạng Sơn. Xung quanh đây là gần đây là có anh em ruột của chị không? Không, có mỗi một chị gái, nhưng mà nhà chị cũng nghèo như vậy á, cũng nghèo, cũng chẳng chị, có... Chị gái ở đâu? Ở bên xóm bên kia. Chị ruột đúng không? Vâng. Nhưng giờ chị cũng phải đi làm thuê. Ví dụ mà cái này em không có gì, em không có ý gì, em nói chị đừng có buồn em nhá. Ví dụ mà lỡ mà chị mà không may mà chị... Như nãy chị nói là chị sức khỏe của chị không thể nói được từng ngày đúng không? Đúng. Ví dụ mà cái điều mà xấu nhất xảy ra mà không may mà chị không còn nữa thì chắc là bé này với cả bà lại phải nhờ bà chị gái nhỉ? Vâng. Có khi nào chị suy nghĩ như thế chưa? Chị cũng có suy nghĩ trước là như thế rồi. Bây giờ nếu mà chị mà có mệnh hệ gì, bây giờ chị gái chị cũng bảo là chị cũng phải bảo chị về đây để lo cho mẹ rồi thằng cu của chị nữa. Cái này là chị cũng đã từng nghĩ rồi đúng không? Đã từng nghĩ như vậy. Nhưng mà Chị nói chị xúc động quá, chị khóc này cả nhà. Không có ai chăm con được bằng mẹ. Cho dù có thế nào thì mẹ thì cũng vẫn hơn. Nhưng mà cái số phận thì chẳng biết nó sao nữa.
Ôi, bé Đức này, bé thấy mẹ của bé khóc thì bé khóc theo này cả nhà. Sao vậy Đức? Tại vì bé nghe mẹ của bé nói là nữa sau này mẹ bé không còn nữa thì bé thương mẹ. Đức, bỏ tay xuống con. Sao con lại khóc? Con thương mẹ. Con thương mẹ đúng không? Nhưng mà con thương mẹ cái điều gì? Tại sao con lại khóc? Con sợ thế này thế kia hay là sao? Con muốn mẹ ở với con. Con muốn mẹ ở với con? Tại vì con nghe mẹ nói là nữa mà mẹ mà không may thì con ở với bác, con ở với gì nên là con khóc đúng không? Trời ơi cả nhà. Tại vì chị nói như vậy thì chị làm bé khóc luôn. Chị Bình, mình sống mình phải lạc quan lên chứ. Chị phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Sao chị lại nghĩ là thế này? Chị biết là vậy. Nhưng mà bệnh tình của mình, mình không thể nào coi như là không có gì được. Thì là bệnh tình của chị thì chị cũng biết đúng không? Lúc trước là chị bao nhiêu ký? Bây giờ em thấy chị gầy thế. Chị cũng vậy à, nó không lên mà nó chẳng xuống, nó cứ thế này từ cái bệnh tật từ nhỏ là chân tay nó cứ thế này từ nhỏ luôn. Thôi thì cố gắng nó bình tĩnh nào, hai mẹ con mình bình tĩnh nào. Vào đây để Trọng nói chuyện cùng hai mẹ con, mà nghe hai mẹ con kể cái câu chuyện thì cả nhà nghe thì cả nhà thấy thương ghê không? Thôi nào, gia đình mình bình tĩnh nào. Chị đang cho bà uống nước. Lau đi, cho nó sạch. Con lau cho. Thôi, nín nào con, Đức nín nào. Nào, chị Bình, chị tập trung đây thì em nói chuyện cùng chị một tí. Thì em, chị nó chia sẻ cho em như vậy thì em cũng không biết phải nói gì. Em chỉ khuyên chị thôi là mình sống thì mình phải lạc quan lên. Thì tại vì hiện tại bây giờ em thấy chị là cũng nhìn chị cũng đâu tới nỗi mà như thế đâu. Nên là mình cứ mong một điều tốt đẹp nữa, mình còn khỏi để mình còn lo cho các con của mình nữa. Chị mà cứ suy nghĩ như thế rồi lỡ mà sau này mà như thế thật thì các con của chị thì ai mà nuôi. Chắc chị hiểu ý của em rồi đúng không? Em chỉ muốn động viên chị cho chị cố gắng lên thôi, đừng có suy nghĩ như thế nữa. Thì ngày hôm nay á, là em quay lại đây, em thăm hai mẹ con của mình. Thì em cũng có một cái món quà để tặng cho hai mẹ con của mình nhá. Để giúp đỡ cho mẹ con mình vượt qua cái khó khăn này. Thì bây giờ là Trọng cũng sẽ trao cái món quà của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hai mẹ con của chị Bình, để hai mẹ con, ba bà cháu vượt qua cái khó khăn này nha cả nhà nhá. Thì bây giờ là Trọng xin phép Trọng đọc danh sách Mạnh Thường Quân. Danh sách Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh này là cô hai ở Úc và dì ba Ngọc gửi 4 triệu, anh Sim chị Mỹ ở Canada gửi 3 triệu, chú Long và cô Cúc gửi 100 đô la Mỹ, chú Vượng, cô Tươi gửi 100 đô la Mỹ, chị Trần Thị Chi 100 đô la Mỹ, chị Trần Thị Quý 100 đô la Mỹ, bà Bảy Trinh 100 đô la Mỹ, bác Kim 1 triệu, cô Nguyễn Thảo 600 ngàn, anh Nguyễn Thanh Hải 500 ngàn, chị Hoàng Anh 500 ngàn, chị Thảo My 500 ngàn, anh Thanh Tùng 500 ngàn, Facebook Thiên Huế 300 ngàn,
chị Trần Thị Hạnh 200.000, chị Thanh Trúc 200.000, người gửi không ghi tên 60.000. Tổng toàn bộ số tiền Mạnh Thường Quân gửi giúp đỡ cho hoàn cảnh này là 22.860.000. Thì đây là một cái món quà rất là tuyệt vời của Mạnh Thường Quân gửi để giúp đỡ cho gia đình của chị Bình với cả bé Đức. Thì bây giờ là Trọng cũng trao cái số tiền này cho gia đình luôn. Bây giờ ở trên tay của Trọng đây là số tiền là 22.900.000. Số tiền này là Mạnh Thường Quân gửi giúp đỡ cho chị Bình. Thì bây giờ là Trọng trao cho chị luôn. Đây là em trao tiền Mạnh Thường Quân tặng giúp đỡ cho mình nha chị Bình nha. Chị cầm lấy chị. Vâng. Chị nhận số tiền mà chị khóc cả nhà. Chị không biết nói gì hơn. Chị cảm ơn em cũng như các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình chị trong lúc chị không biết bám víu vào đâu. Chị chưa bao giờ nhà từ nhỏ giờ chị chưa bao giờ được cầm tới 5 triệu, giờ được cầm bằng này tiền chị vui lắm, chị không biết nói gì để cảm ơn đến nên em cũng như là các Mạnh Thường Quân đã thương dùng hoàn cảnh đã giúp đỡ mẹ con nên chị. Vâng, chị xúc động quá, chị bật khóc cả nhà. Chị bình tĩnh chị. Nghèo mà anh em cũng không có, không cũng ngay là có em mà đã kết nối cùng các Mạnh Thường Quân để biết đến hoàn cảnh chị, thương yêu mẹ con chị, gia đình chị để giúp đỡ em. Em chúc cho chị, chúc em và các quý Mạnh Thường Quân cũng như khán giả sức khỏe. Chị không biết nói gì. Dạ rồi rồi chị bình tĩnh chị. Dạ. Thì chị xúc động quá chị khóc này cả nhà. Thì chị nói là trước giờ đây là cái số tiền mà lớn nhất mà chị được cầm ở trong tay. Quay lại thì cái số tiền này nó càng ý nghĩa hơn, là tại vì bây giờ là gia đình của chị là đang gặp khó khăn rất là nhiều, không biết bám ví vào đâu, thì bây giờ có số tiền này thì gia đình rất là mừng luôn đó cả nhà. Nhưng là chị khóc. Chú hỏi Đức này, ngày hôm nay thì Mạnh Thường Quân giúp cho gia đình con số tiền lớn như vậy, con có mừng không? Chú Trọng và tất cả các Mạnh Thường Quân. Đâu, con cảm ơn con nói rất lại. Nhiều. Con nói lại chú nghe xem nào. Con cảm ơn chú Trọng và các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình con trong lúc khó khăn. Sau này lớn con sẽ học thật giỏi và sẽ không quên công ơn của chú Trọng và tất cả các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình con. Con phải cố gắng học giỏi nhá. Dạ. Cả nhà nghe bé nói hay không? Sau này con lớn lên con sẽ học thật giỏi và không bao giờ quên được công ơn của các cô chú Mạnh Thường Quân. Sau này con phải cố gắng con học thật giỏi lên, lớn lên phải kiếm được thật là nhiều tiền rồi mình sẽ đi giúp đỡ những người nghèo khác. Nghe chưa? Con hiểu ý của chú chưa? Thì em cũng dặn chị Bình luôn nhá, là cái số tiền này á, thì Mạnh Thường Quân họ cũng rất là vất vả. Họ mới kiếm được số tiền này. Bây giờ thì họ cũng tặng cho mình, nhưng là mình phải biết trân trọng cái đồng tiền này. Mình phải sử dụng đúng mục đích để lo cho chị, rồi chữa bệnh, rồi lo cho bà, với cả cho cháu Đức ăn học nhá. Mạnh Thường Quân thì họ chỉ giúp một lần thôi, tại vì ngoài kia còn rất là nhiều hoàn cảnh khác nữa. Nên là mình phải trân trọng đồng tiền, mình cất cho kỹ vào nhá. Vâng. Bây giờ một lần nữa chị không biết nói gì, chị cứ cảm ơn em cũng như tất cả các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã cố gắng để giúp cho gia đình chị. Số tiền này chị sẽ để dành, chị mua thuốc cho chị, xong là cho bà, lo cho bà với lại cho con chị được đi học. Chị sẽ cố gắng. Chị một lần nữa chị cảm ơn em cũng như các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước rất nhiều. Chị chúc cho em cũng cho cùng các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cùng tất cả khán giả một lời chúc thật nhiều sức khỏe. Chị cảm ơn ạ. Vâng, thì chị nhớ lời của em dặn nhá. Dạ.
Thì ngày hôm nay Trọng quay lại đây, Trọng thăm lại gia đình của cháu Đức. Thì Trọng cũng trao một cái món quà cũng rất là tuyệt vời của Mạnh Thường Quân cho gia đình rồi. Thì Trọng cũng cảm ơn tất cả khán giả và Mạnh Thường Quân vì đã dành cái sự quan tâm và giúp đỡ cho cái hoàn cảnh này. Thì có được số tiền của Mạnh Thường Quân thì hoàn cảnh này là sẽ vượt qua rất là nhiều khó khăn luôn. Thì nay giờ Trọng cũng dặn dò họ rất là kỹ rồi. Thì chắc có lẽ thì bây giờ là Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây. Và trong video này Trọng cũng nói luôn là sau video này thì Trọng cũng sẽ dừng tất cả mọi sự đóng góp ủng hộ cho cái hoàn cảnh này. Thì tại vì Trọng còn đi giúp nhiều hoàn cảnh khác nữa, thành ra là Trọng sẽ không nhận giúp đỡ cho hoàn cảnh của cháu Đức nữa. Nhưng mà tất cả khán giả và Mạnh Thường Quân mà muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh này thì có thể lại trực tiếp nhà thăm rồi giúp đỡ cho hoàn cảnh này nhé. Còn Trọng thì Trọng không có nhận nữa. Bây giờ là Trọng cũng sẽ đọc cái địa chỉ nhà của hoàn cảnh này lên cho tất cả khán giả cùng biết. Thì bây giờ là em nhờ chị Bình đọc cái địa chỉ nhà của chị lên cho em ạ. Vâng ạ. Đây, địa chỉ của chị là tổ dân phố 7. Tổ dân phố 7. Thị trấn Đạ Tẻ. Thị trấn Đạ Tẻ ạ. Huyện Đạ Tẻ. Huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Ừ. Thì đây là cái địa chỉ nhà của chị Bình với cả gia đình của chị. Thì khán giả nào mà xem video thấy thương thì có thể thăm trực tiếp nhé. Thì Trọng cũng cảm ơn. Thế bây giờ em chào chị Bình rồi em đi về nhá chị Bình nhá. Ừ vâng, vậy em chị cũng cảm ơn em. Dạ. Một lần nữa cảm ơn em cũng như các Mạnh Thường Quân và khán giả rất nhiều ạ. Ừ. Thế bây giờ chú đi về nhá Đức nhá. Dạ, con chào hai chú. Ừ. Con chúc chú và các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước mạnh khỏe. Ừ. Cố gắng học thật giỏi nhá. Dạ. Có gì Tết thì chú sẽ quay lại thì chú thăm gia đình của con. Dạ. Ừ. Thế nha, em cũng chào chị nhá. Chị cảm ơn nhiều, chị cũng biết nói. Nói chung lời cảm ơn thì cũng chỉ nói đi nói lại. Nhưng mà chị cũng chỉ biết nói là cảm ơn. Dạ. Rất là cảm ơn. Dạ, dạ rồi. Thì... em cũng như quý Mạnh Thường Quân. Vâng, vâng. Thì bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây. Trọng cảm ơn tất cả khán giả đã xem cái video này của Trọng. Khán giả xem video nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em Trọng nhá. Cảm ơn tất cả khán giả đã xem video của Trọng. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100% là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.